Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 0.1 tốc cần IFIR. Một tốc cần này đang bán EL hay list sàn Uniswap, KuCoin này nọ đó các bạn, trong website đó các bạn. Các bạn vào đây tìm hiểu các bạn rồi để tham gia giá các bạn click phần link mô tả mình. Các bạn join vào hai kênh group của nó các bạn. Rồi theo qua thì các bạn follow và đi tiếp tăng 5 người bạn nè, các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Chờ chuyển đến theo qua các bạn ơi. Rồi đây lock dự án các bạn ơi. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Dù con này ngon lắm nha các bạn. Các bạn cố gắng làm nha các bạn. Tuy nó 0.1 nó có vỏ nha các bạn. Rồi các bạn chích chứ dẫn cho tweet lên nè các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn của mình vào. A cộng Hải Dương 1 A cộng VS 2 A cộng Nam Dương ơi Giang Dương chứ 3 A cộng Phong Hai các bạn. Mình nhớ thêm hai người bạn nữa cơ. A cộng Tan Gió A cộng rồi các bạn tác 5 người bạn qua mình vào qua. Rồi các bạn bấm nút tết lại nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi Facebook thì các bạn like và like share và pinbot nha các bạn. Rồi các bạn Facebook các bạn thích nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót chân cá nhân chút xíu các bạn. Rồi Facebook các bạn nhấp vào một cảnh này các bạn. Rồi các bạn bấm vào một comment các bạn. Comment cho nó cái đi giống ta đi good. Các bạn comment lại gì cũng được chứ các bạn. Rồi các bạn đăng nè. Rồi các bạn bấm vào một chia sẻ nữa các bạn. Chia sẻ rồi đang trong dòng thời gian rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi các bạn khớp vào đây vào trang cá nhân của mình, các bạn copy cái đường link trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn trả lời bot đi các bạn ơi. Chết bà cái info nó mất tiêu luôn. Rồi các bạn bắt vào cái chỗ này nè các bạn, phan chỗ Facebook rồi, bà lộ file Facebook rồi. Rồi các bạn bắt vào đường link bà lộ file Facebook nha các bạn. Rồi tiếp tục Medium thì các bạn follow Medium nha các bạn, gọi là đường bộ lộ file link Medium. Bạn nào chưa biết các bạn vào đăng ký một cái tài khoản Medium nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào follow nè. Rồi các bạn nhấp vào chỗ này nha các bạn. Giờ trang cá nhân của mình nè. Đâu rồi ta. Rồi Medium này. Rồi các bạn copy username Medium của mình các bạn. Đây. Medium nó cũng giống như Facebook. Các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình nha tất cả các bạn. Trời sao nó mang người các bạn ơi. Các bạn chờ một chút nha các bạn. Đem nhấp cái nữa rồi ăn không? Không ăn mới sợ. Khoan các bạn, chờ lót mì lên chút các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân cái này nè các bạn. Rồi các bạn copy các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn cũng bắt ra các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn bắt vô chỗ mì đêm chỗ này nè các bạn. Mì đêm đâu ta? Rồi chỗ mì đêm chỗ này nè các bạn. Buffer này thì các bạn điền giùm mình là A cộng Anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục. Dòng đầu thì các bạn điền username Telegram của các bạn nha các bạn. Các bạn mở Telegram của mình vào setting copy của Telegram của mình. Rồi các bạn vào trang cá nhân Telegram của mình cũng copy username Telegram của mình nha các bạn.
Rồi dòng thứ hai là cái Linter Wheat, các bạn cũng mở theo Word của mình ra nha tất cả các bạn. Rồi các bạn vào trang cá nhân của mình nè các bạn. Các bạn vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn nhắm vào tờ quyết trả lời nè. Rồi các bạn chia sẻ một cái bài nè, ai góp này nãy các bạn. Rồi các bạn nhắm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép đến theo Word nữa các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up đây luôn. Bạn bắt vào đây nè các bạn. Chưa các bạn ơi, chờ chút xíu các bạn. Rồi, các bạn mở địa chỉ với RC20 với chút wallet cho các bạn. Các bạn lấy địa chỉ với RC20 với chút wallet. Bạn nào không biết tạo giấy thì để làm cái comment, mình sẽ hướng dẫn tạo giấy chút wallet nha các bạn. Rồi, các bạn mở ETH ra nè. Rồi, các bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ là ok, hoàn thành nha các bạn. Vậy video kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.